Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em đang bên thành trên khắp mọi miền Tổ quốc. Như quý vị và các bạn, các bác cùng em đã biết, Quang Minh đã khai thác được rất nhiều những cái dòng dây loa nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới và có nhiều clip đã chia sẻ đến quý vị và các bạn, các bác cùng em. Clip này được Quang Minh đã chia sẻ đến quý vị và các bạn, các bác cùng em một cái mẫu dây loa bãi Đức với lõi đồng siêu dẫn, hai lõi với mỗi lõi là 1,5 ly. Ngoài cái bản dây loa lõi đồng này ra có những cái bộ hoàn thiện này, tùy theo thiết bị của anh em, cái bộ không đầu jack này gài trực tiếp vào thiết bị của anh em. Đấy. Hoặc là những cái bộ mà phun đầu jack, bộ này thì một đầu bắp chuối, còn đầu bên này là đầu jack loa phun lưu trích, hoặc là những bộ như này là phun đầu jack lưu trích loa phun đấy, hoặc là những bộ mà đầu jack này, một đầu bắp chuối. Đó, một đầu bắp chuối này. Đây là một đầu bắp chuối ra một đầu mỏ chim, hoặc là càng cua cũng có, tùy theo thiết bị của anh em. Anh em mà cần những bộ đầu jack bắp chuối càng cua hay mỏ chim hay là jack lưu trích loa phun, hoặc là những cái bộ mà chỉ để nguyên như này, đầu để dây như này để anh em gài trực tiếp vào thiết bị. Dây loa bãi Đức vỏ ngoài màu đen, hai lõi dẫn với lõi đồng siêu dẫn đồng xịn này, cải thiện chất âm cho mọi dàn âm thanh. Chuẩn bị sẵn một cái phôi dây để anh em cùng tham khảo. Ở trên dây thì có cái thông số của dây bãi Đức này, 2 x 1,5, có nghĩa là hai lõi, mỗi lõi là 1,5 ly. Dây rất là mềm, kết cấu cái lớp vỏ ngoài. Đấy. Còn này thì anh em nào cũng có thể đi quay rồi, chỉ cần dùng dao cắt một cái đường xung quanh này thôi. Đấy, cắt vừa phải đến để không ảnh hưởng đến cái lớp hai cái lõi dẫn phía trong. Tốt cái lớp vỏ ngoài ra, lớp vỏ ngoài này rất là dày, bảo vệ hai cái lõi dẫn phía trong rất là tốt, trong hai lõi với hai màu riêng biệt này, đấy, hai màu khác nhau, và mỗi lõi thì được một cái cũng được một cái lớp vật liệu rất là mềm. Kết cấu ở phía trong vỏ khá dày, với phía trong hai lõi dẫn lõi đồng siêu dẫn, cái bề mặt đồng sờ rất là mịn và thích. Và những cái công nghệ đồng siêu dẫn này anh em nhé, những cái công nghệ và cái luyện cái đồng OCC đồng tinh khiết này chỉ có một số nước ở châu Âu họ mới có thể tinh luyện được cái đồng tinh khiết này thôi. Cái đồng siêu dẫn này thì mang đến cái giải bát rất là lực sâu anh em nhé, giải bát cực kỳ lực và sâu. Bên cạnh đó giải trung và giải chép cũng được thể hiện khá là tốt nhé, cải thiện chất âm cho mọi dàn âm thanh. Cái dây loa bãi Đức với và hai lõi dẫn lõi đồng tinh khiết siêu dẫn này, đấy, cải thiện chất âm cho mọi dàn âm thanh. Và cái bản này thì giá cũng rất là tốt anh em nhé, giá cực tốt. Ví dụ như là bộ 2 m mỗi vế, hai vế tổng là 4 m, chỉ có ngoài 300.000 một bộ này, 340 một bộ anh em nhé, chỉ có 340.000 một bộ. Ngoài ra thì đầu jack tùy theo, và anh em nào mà cần thêm đầu jack thì sẽ tùy theo thiết bị. Ví dụ như đầu bắp chuối này, bắp chuối đồng bãi này, hoặc mỏ chim hoặc càng cua, 25.000 một chiếc một bộ. 4 đầu jack ở âm ly, 4 đầu jack ở loa, tổng là 8 chiếc cũng chỉ có 200.000 thôi, miễn phí cùng hoàn thiện và bọc co nhiệt đỏ đen cho anh em. Đấy. Hoặc những dòng jack loa full lưu trích này, đấy, jack loa trích này, lưu trích này thì có các màu khác nhau, ví dụ con này màu đỏ hoặc màu xanh, màu vàng gì đó. Và cái bộ jack lưu trích loa full này thì cũng 25.000 một chiếc, giá cực kỳ tốt. Đấy. Anh em mà cần bộ dài ngắn như này, anh em cũng có thể yêu cầu để gửi cho anh em đầy đủ những bộ dài ngắn khác nhau, ví dụ như bộ 2 m, 2,5 m, 3 m, 5 m, thậm chí 9, 10 m cũng đều có, tùy theo thiết bị của anh em. Anh em nào mà cần những cái mét dài và tự tay đi qua thì sẽ có rất là nhiều anh em nhé. Nếu mà mét dài tính là chỉ có 85.000 một mét thôi, đấy, giá cực kỳ tốt. Đó, và mọi thông tin quý vị và các bạn, các bác cùng em có thể liên hệ với Quang Minh 0944737321 Hà Nội, anh em cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng Hoàng Mai, Giáp Bát. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp nhé.